Thưa quý khán giả, nghiên cứu quốc tế cho thấy chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp sẽ cho phép lao động nông nghiệp giảm đến 23% chi phí sản xuất. Là tỉnh có đến 70% dân số có sinh kế phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, thời gian qua công tác chuyển đổi số đã được tỉnh Sóc Trăng tăng cường triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, theo hướng đa hình thức, đa lĩnh vực nhằm giúp nông dân cải thiện thu nhập. Các mô hình chuyển đổi số được ứng dụng rộng rãi ở cả lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản đã góp phần nâng cao năng suất lao động cho người nông dân, từng bước đưa tỉnh Sóc Trăng hiện thực hóa mục tiêu số hóa trong nông nghiệp. Mặc dù có giá trị kinh tế cao hơn so với các đối tượng vật nuôi khác, nhưng nuôi tôm nước lợ lại được xác định là ngành nghề mang tính rủi ro cao khi sự thành bại của mỗi vụ nuôi phụ thuộc nhiều vào các yếu tố môi trường, nguồn nước. Vì vậy, cùng với việc sử dụng hệ thống si phong để loại bỏ bùn đáy ao, phân tôm, thức ăn dư thừa, giúp môi trường ao nuôi sạch và ổn định, hiện nay nhiều hộ nuôi tôm của tỉnh còn ứng dụng công nghệ thông minh để giám sát chất lượng môi trường nước, hệ thống quan trắc môi trường tự động. Điều này giúp người nuôi chủ động được nguồn nước cấp cho ao nuôi, các biến động liên quan môi trường như độ pH, oxy hòa tan được kiểm soát tốt, giúp tôm sinh trưởng khỏe mạnh, dịch bệnh được hạn chế tối đa. Thì nhà cũng có những cái thiết bị công nghệ cao thì mình quản lý nó thực chặt chẽ hơn, tốt hơn. Như hồi xưa thì mình làm mình không có đồ đo hay là cái gì hết, mình quản lý bằng mắt thường không thì mình không có gành được. Còn bây giờ bệnh thì mình được phát hiện sớm, mình điều trị sớm, hiệu quả nó mang lại cao hơn. Riêng trong lĩnh vực sản xuất lúa, nhiều tổ hợp tác xã đã áp dụng rộng rãi các thiết bị điều khiển từ xa trong các khâu gieo xạ, bón phân, phun thuốc. Theo đánh giá của bà con nông dân, với mỗi 1 hecta đất trồng lúa sử dụng thiết bị sẽ tiết kiệm được từ 1,5 đến 2 triệu đồng chi phí sản xuất do tiết giảm được lượng lúa giống, phân, thuốc trong cả vụ. Ngoài ra, nhiều tổ chức nông dân nằm trong dự án phát triển sản xuất lúa đặc sản tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022-2025 đến năm 2030 còn được ngành nông nghiệp tỉnh hỗ trợ xây dựng bản đồ số và nhật ký điện tử với các thông tin được cập nhật đầy đủ về diện tích canh tác, sản lượng, lưu lượng phân, thuốc đã được sử dụng. Đây được xem là cơ sở quan trọng để thúc đẩy liên kết tiêu thụ giữa hợp tác xã, tổ hợp tác với các công ty, doanh nghiệp khi đáp ứng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Lúc mà chưa có công nghệ mà máy bay phun bình máy thì nó rất tốn rất nhiều cái thời gian, công sức cũng như là thuốc. Khi mình phun về có khoảng tầm 1 tiếng, 2 tiếng dù có mưa đi chăng nữa nó cũng không có ảnh hưởng gì cái thuốc. So sánh ra với cái mà mình phun mà cái bình máy như hồi lúc ban đầu thì nó mình phun về cả khoảng 1 tiếng thì mưa thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Cùng với việc khuyến khích người nông dân áp dụng chuyển đổi số trong quá trình sản xuất, thời gian qua ngành nông nghiệp Sóc Trăng còn phối hợp tốt cùng Bưu điện tỉnh triển khai hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người sản xuất sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu nộp hồ sơ để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp như cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và tự công bố sản phẩm. Qua đó, giúp người dân tiết kiệm thời gian, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm. Vì vai trò của ngành bưu điện trong công cuộc cải cách hành chính cũng như là chuyển đổi số trên địa bàn toàn tỉnh, thì bưu điện tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương thực hiện triển khai là hướng dẫn người dân trong công tác là nộp hồ sơ công trực tuyến. Toàn tỉnh đã có 100% điểm phục vụ bưu điện đã thực hiện là hướng dẫn người dân nộp hồ sơ công trực tuyến. Khi đến các điểm phục vụ của bưu điện thì chỉ cần là đưa các thông tin ra và nhân viên bưu điện sẽ thực hiện thứ nhất đó là hướng dẫn đăng nhập. Thứ hai đó là sẽ hỗ trợ cho người dân trong công tác là nộp hồ sơ và khi có kết quả thì sẽ được chuyển phát qua đường bưu điện. Tính từ đầu năm đến nay có hơn 100.000 lượt hồ sơ đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Thì trong đó có khoảng là 2.500 hồ sơ đã thực hiện là nộp trực tuyến. Riêng đối với lĩnh vực nông nghiệp thì có khoảng là 1.000 hồ sơ và trong đó có khoảng 300 hồ sơ đã thực hiện là nộp hồ sơ trực tuyến. Thực hiện dự án chuyển đổi số lĩnh vực ngành nông nghiệp theo đề án số 03 của tỉnh Sóc Trăng, ngành nông nghiệp tỉnh đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình Hội đồng Nhân dân ban hành nghị quyết số 73 ngày 13 tháng 11 năm 2023 về chủ trương đầu tư dự án chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp và đã được phê duyệt tổng mức đầu tư là 3 tỷ đồng. Hiện nay, ngành đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông chi nhánh Sóc Trăng xây dựng hệ thống dữ liệu trung tâm giám sát điều hành của ngành trên tất cả các lĩnh vực. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số toàn ngành phát triển thực chất hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Đến nay thì hệ thống IOC của ngành cơ bản đã hoàn thành. Trong cái thời gian tới, ngành sẽ kết nối liên thông hệ thống IOC của tỉnh, đồng thời là xây dựng bản đồ số, cập nhật số liệu, cũng như là về quản lý, chấm điểm, phân hạng sản phẩm OCOP. Và trong thời gian tới cũng sẽ quản lý vận hành 7 cái trạm cấp nước đưa vào cái app tên là Nguồn Nước Cửu Long để nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho người dân trong cái vấn đề là độ mặn, mực nước, pH vân vân, các yếu tố môi trường có liên quan để người dân có thể cập nhật trên các cái điện thoại thông minh cũng như máy tính để mà kịp thời trong cái quá trình mà theo dõi cái diễn biến tình hình chất lượng nước của tỉnh. Các giải pháp thực hiện chuyển đổi số theo Nghị quyết số 07 ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 mà ngành nông nghiệp Sóc Trăng đã, đang và sẽ triển khai được xem là hướng phát triển tất yếu để xây dựng nền nông nghiệp thông minh, trách nhiệm và bền vững, đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ tại quyết định số 924 ngày 2 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, từng bước tiến tới xây dựng nông thôn mới hiện đại.